Hiện đang là thời điểm người dân sinh sống và làm việc từ nhiều nơi trở về quê đón Tết. Vì vậy, các địa phương ở tỉnh Hưng Yên đang chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, ghi nhận tại thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Ông Nguyễn Thế Sảo ở khu phố Thông Quan Hạ, thị trấn Khoái Châu, có con trai đang sinh sống làm việc tại miền Trung. Khoảng cách xa xôi, công việc bận rộn nên cả gia đình đều mong đợi được đoàn tụ. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp về quê đón Tết hay không đang là vấn đề bố con ông bàn bạc trong những ngày này. Bây giờ dịch phức tạp như này thì bây giờ tôi cũng động viên con cái là bây giờ thôi con cứ ở đâu ở đấy. Nếu mà có về thì tôi nhắc nhở con nên khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe. Ước tính có khoảng 500 lượt người dân sẽ về quê đón Tết năm nay. Thị trấn Khoái Châu chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Điểm sáng tạo là thị trấn Khoái Châu thành lập các tổ tự quản hỗ trợ tổ COVID-19 cộng đồng, giám sát việc thực hiện quy định phòng chống dịch trong khu dân cư, nhất là với những trường hợp về quê ăn Tết. Ngay khi có kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thị trấn đã báo cáo Thường trực Đảng ủy xin ý kiến cho các ngành, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên thành lập các tổ tự quản, mỗi ngành một tổ kết hợp với tổ COVID cộng đồng trong của thôn, của khu phố, tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch và thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Song song với công tác tuyên truyền, thị trấn Khoái Châu bố trí điểm cách ly tạm thời đối với các ca F0, các trường hợp nghi nhiễm, đồng thời yêu cầu trạm y tế tăng cường chuẩn bị vật tư y tế như kit test nhanh, nước sát khuẩn, phân công lịch trực 24/24 giờ, đảm bảo ứng phó với mọi diễn biến dịch. Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch về cái trạm y tế lưu động, chuẩn bị cho công tác điều trị F0 tại nhà. Niêm yết số điện thoại của cán bộ y tế phụ trách tại các khu phố để cho nhân dân cũng như là những người về quê ăn Tết là kịp thời liên hệ với trạm y tế để khai báo y tế cũng như là những cái tình huống xảy ra, ví dụ như là ho, sốt hoặc là biểu hiện của bệnh thì là chúng tôi sẽ kịp thời xử lý. Sau một năm xa quê, được trở về đoàn tụ cùng gia đình là mong ước chính đáng của mỗi người dân. Tuy nhiên, để đón Tết Nguyên đán an toàn, vui tươi, rất cần sự phối hợp của người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như khai báo y tế, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe.